trong, du khách sẽ được hòa mình vào điệu xòe không tuổi như xòe dân tộc Thái, xòe dân tộc Lào, dân tộc Lự. Nhưng ít ai biết đến, nơi biên cương hùng vĩ còn một điệu xòe vô cùng sôi động và khỏe khoắn, đó là điệu múa xòe của dân tộc Thái Nhi. Sàn sát, cuộc sống rung rỉ trong những làn điệu dân ca dân vũ lại rất mạnh mẽ, uyển chuyển linh hoạt như điệu chê chúi chê, sơ ám vì sơ, ba la la quả tơ, điệu làm nhà. Còn nữa, rất nhiều các bài hát điệu múa cùng kho tàng văn hóa